Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 14 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 14 tháng 2, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại một số xã phường trên địa bàn. Theo báo cáo của các cơ quan đơn vị, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Các xã phường đã chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo, thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch COVID-19 với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch, chuẩn bị các điều kiện đón học sinh quay trở lại trường học. Các nhà trường đã thực hiện phun khử khuẩn, vệ sinh lớp học, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, duy trì thực hiện 5K, bố trí cán bộ giáo viên trực tại cổng trường, tiến hành đo kiểm tra thân nhiệt, phối hợp với phụ huynh học sinh hướng dẫn các em thực hiện các biện pháp phòng dịch, theo dõi sức khỏe tại nhà trước khi đến trường, thực hiện test nhanh cho toàn bộ giáo viên trong nhà trường, tại các đơn vị đến kiểm tra. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị mỗi cán bộ đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, lề lối làm việc, thực hiện cải cách hành chính, thu hút đầu tư gắn với quản lý chặt chẽ tài nguyên và bảo vệ môi trường, quản lý tốt trật tự xây dựng và đô thị, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thu ngân sách, tích cực triển khai rà soát, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, chung tay cùng thành phố hoàn thành mục tiêu trong năm 2022, thành phố không còn nhà tạm, nhà dột nát, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo thích ứng an toàn, vừa kiểm soát dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Năm 2021, Điện lực Hòa An đã không ngừng nâng cao quản trị nguồn nhân lực, trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công nhân viên, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành lưới điện, đảm bảo cung cấp điện, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, địa phương, đáp ứng sự hài lòng của khách hàng. Điện lực Hòa An hiện đang quản lý khai thác thiết bị điện lưới, trạm biến áp và kinh doanh bán điện trên địa bàn 7 xã thị trấn của huyện Hòa An và 2 xã Hưng Đạo, Vĩnh Quang và một phần phường Ngọc Xuân của thành phố Cao Bằng với 14.803 khách hàng. Năm 2021, sản lượng điện thương phẩm là 30,2 triệu kW, đạt 103,96% so với kế hoạch năm 2021 và bằng 83,2% so với cùng kỳ. Sản lượng điện thương phẩm giảm so với cùng kỳ năm 2020 do sản lượng thành phần công nghiệp giảm, một số khách hàng sản xuất ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tác động xấu đến kinh tế xã hội, cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều khách hàng. Tỷ lệ tổn thất điện năng là 4,07%, giá bán điện bình quân đạt 1.921,35 đồng trên kW, tỷ lệ thu nộp tiền điện đạt 100% kế hoạch. Trong năm tiến hành thay thế định kỳ công tơ được 2.144 trên 2.144 công tơ, đạt tỷ lệ 100%, không còn công tơ quá hạn trên lưới. Năm 2022, Điện lực Hòa An phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm đạt 30 triệu kW, giá bán điện bình quân đạt 1.921,35 đồng trên 1 kW, thu nộp tiền điện đạt 99,7%, tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện, đặc biệt đối với các khách hàng sử dụng công tơ 3 pha, khách hàng sản lượng lớn. Tập trung vào việc quản lý công tơ, quản lý khách hàng mua bán điện, hạn chế tối đa tổn thất thương mại, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về bảo vệ hành lang lưới điện. Với tinh thần đoàn kết, kỷ luật, đồng tâm, chịu khó, nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, năm 2021, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng sản xuất 200.008 tấn phôi thép, bằng 91% kế hoạch, bằng 98% so với thực hiện năm 2020, nộp ngân sách thực hiện cả năm đạt 134,8 tỷ đồng, bằng 197% kế hoạch năm và bằng 213% so với thực hiện năm 2020. Do đại dịch COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng cung ứng vật tư phục vụ sản xuất, chi phí dịch vụ logistics, quặng sắt các loại, than cốc tăng. Nhưng triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã đạt vượt mức so với kế hoạch đề ra. Trong đó, điều hành hiệu quả công tác sản xuất, quản trị chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường kiểm soát công tác mua sắm vật tư, nguyên nhiên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm. Năm 2021,
Thị trường giá bán sản phẩm phôi thép duy trì ở mức cao. Cụ thể, giá bán phôi thép đạt 14,5 triệu đồng trên một tấn, tăng 12% so với kế hoạch và tăng 48% so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả, đơn vị đã tiêu thụ 200.430 tấn phôi thép, bằng 89% kế hoạch, bằng 93% so với thực hiện năm 2020, trong đó tiêu thụ 93.647 tấn phôi thép CT5, vượt 4% kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu năm 2021 đạt 2.934 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 36% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận đạt 352,6 tỷ đồng, vượt 193% kế hoạch, tăng 281 tỷ đồng so với thực hiện năm 2020. Giải quyết việc làm cho 832 lao động với mức lương bình quân 11,5 triệu đồng trên một người trên một tháng, vượt 18% kế hoạch, tăng 37% so với thực hiện năm 2020. Năm 2022, công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng phấn đấu sản xuất 220.000 tấn phôi thép, tiêu thụ 225.000 tấn phôi thép, doanh thu đạt 3.343 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 63,3 tỷ đồng, nộp ngân sách 71,6 tỷ đồng. Theo thông tin từ Sở Y tế, từ 17 giờ ngày 13 tháng 2 đến 17 giờ ngày 14 tháng 2 năm 2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 153 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, thành phố Cao Bằng ghi nhận thêm 98 trường hợp, huyện Bảo Lâm 20 trường hợp, huyện Hòa An 13 trường hợp, huyện Bảo Lạc 13 trường hợp, huyện Quảng Hòa 4 trường hợp, huyện Hà Quảng và huyện Hạ Lang mỗi địa phương ghi nhận 2 trường hợp, huyện Trùng Khánh ghi nhận 1 trường hợp. Đến ngày 14 tháng 2 năm 2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 3.025 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2.799 trường hợp ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh, 226 trường hợp ghi nhận đi từ các tỉnh thành trong nước trở về tỉnh Cao Bằng, có 271 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung của tỉnh, có 677 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại nhà. Tất cả các trường hợp này sức khỏe đều ổn định. Có 70 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung và điều trị tại nhà đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Hiện toàn tỉnh có 2.069 bệnh nhân khỏi bệnh, thêm 1 ca tử vong do chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 7 ca. Tại thành phố Cao Bằng là tâm điểm của dịch, ghi nhận thêm 98 ca mắc mới, trong đó có 53 trường hợp là F1 có liên quan đến các ổ dịch trên địa bàn, có 43 trường hợp chưa rõ nguồn lây. Phần lớn các ca mắc COVID-19 mới đều là F1 trước đó bị lây ra tại cộng đồng. Trong tổng số 20 ca mắc mới ở huyện Bảo Lâm, có 3 ca chưa rõ nguồn lây. Trong 13 ca mắc mới ở huyện Hòa An, có 4 ca chưa rõ nguồn lây. Có 9 ca là F1 liên quan đến ổ dịch tại các xã Nam Tuấn, Bình Dương, Hoàng Tung, thị trấn Nước Hai. Sở Y tế vừa tổ chức hội nghị triển khai các cơ chế chính sách về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Hội nghị quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết số 12 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Quyết định số 33 ngày 6 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Hội nghị đã triển khai các phương án phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, phương án xử lý, cách ly, điều trị các trường hợp F0, về công tác xử lý thi hài người tử vong do mắc COVID-19, hỗ trợ nhân lực, hỗ trợ Trung tâm Y tế thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và chăm sóc điều trị F0 tại nhà. Tiếp tục rà soát đối tượng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi để xác định nhu cầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại, xây dựng kịch bản và phương án đảm bảo công tác y tế, công tác phòng chống dịch theo từng cấp độ dịch, thực hiện phân loại, điều trị bệnh nhân COVID-19 theo mô hình tháp của Bộ Y tế. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cần hỗ trợ Trung tâm Y tế thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và chăm sóc điều trị F0 tại nhà. Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh,
Vào hồi 19 giờ 10 phút ngày 13 tháng 2 năm 2022, tại khu vực điều trị cách ly có thêm bệnh nhân nam sinh năm 1956, cư trú tại tổ 4, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, mắc COVID-19 tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp, viêm phổi nặng, suy thận cấp, tăng huyết áp, rối loạn thần kinh thực vật và chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Bệnh nhân có tiền sử rối loạn thần kinh thực vật, tăng huyết áp không duy trì thuốc đều. Đến ngày 13 tháng 2 năm 2022, bệnh nhân xuất hiện mệt, khó thở tăng dần, ho có đờm, thở nhanh nông, huyết áp 80/50mmHg, được xử trí và chuyển khu cách ly Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp tục điều trị. Mặc dù được các y bác sĩ cấp cứu theo đúng phác đồ, đặt nội khí quản thở máy, truyền dịch, đến hồi 19 giờ 10 phút, ngày 13 tháng 2 năm 2022, bệnh nhân đã tử vong. Sau khi tử vong, thi thể bệnh nhân đã được xử lý theo đúng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn của Bộ Y tế. Tính đến 10 giờ ngày 14 tháng 2 năm 2022, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có 7 bệnh nhân tử vong do mắc COVID-19, đều là người cao tuổi, có bệnh lý nền kèm theo. Tính từ 16 giờ ngày 13 tháng 2 đến 16 giờ ngày 14 tháng 2, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 29.413 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 29.403 ca ghi nhận trong nước, tăng 3.031 ca so với ngày trước đó. Tại 63 tỉnh, thành phố, có 20.924 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận nhiều ca bệnh như Hà Nội 3.507 ca, Hải Dương 1.915 ca, Hải Phòng 1.489 ca, Nghệ An 1.385 ca, Lạng Sơn 1.379 ca, Nam Định 1.362 ca, Thái Nguyên 1.275 ca, Phú Thọ 1.053 ca, Vĩnh Phúc 982 ca, Ninh Bình 970 ca, Bắc Ninh 922 ca, Hòa Bình 897 ca, Quảng Ninh 892 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 25.918 ca trên một ngày. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm Nam Định giảm 532 ca, Đắk Lắk giảm 300 ca, Quảng Trị giảm 168 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm Lạng Sơn tăng 1.198 ca, Gia Lai tăng 579 ca, Hà Nội tăng 567 ca. Đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 198 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại thành phố Hồ Chí Minh 97 ca, Quảng Nam 27 ca, Quảng Ninh 20 ca, Hà Nội 14 ca, Khánh Hòa 11 ca, Đà Nẵng 8 ca, Hưng Yên 6 ca, Kiên Giang 4 ca, các tỉnh Thanh Hóa, Hải Dương, Bình Dương mỗi tỉnh ghi nhận 2 ca, các tỉnh Hải Phòng, Long An, Bà Rịa, Vũng Tàu, Lâm Đồng, Ninh Bình ghi nhận mỗi tỉnh 1 ca. Đến chiều ngày 14 tháng 2, cả nước đã tiêm vượt 186 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Số vaccine phòng COVID-19 tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 169.300.315 liều. Mũi 1 là 70.742.881 liều, mũi 2 68.201.178 liều, mũi bổ sung 11.731.378 liều, mũi 3 18.624.878 liều. Có 53 trên 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 vaccine phòng COVID-19 trên 90%, 10 trên 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 82% đến dưới 90%, gồm Thanh Hóa, Phú Thọ, Hòa Bình, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Phú Yên, Tây Ninh, Trà Vinh, Bình Dương. Thưa quý vị và các bạn, sau một khoảng thời gian khá dài phải học trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19, hôm nay, 14 tháng 2, học sinh các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đã quay trở lại trường học trực tiếp. Công tác chuẩn bị cũng như các phương án phòng chống dịch đều đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường. 8 giờ sáng tại trường tiểu học Duyệt Trung thành phố đã có nhiều học sinh được phụ huynh đưa đến trường, nhưng khác với trước đây tập trung đông người ở sân. Hôm nay, phụ huynh đều trực tiếp đưa các em lên lớp học và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K.
Ngay từ cổng trường, các em học sinh được rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách và đeo khẩu trang đầy đủ. Vui mừng khi con được đi học lại sau thời gian dài ở nhà tránh dịch, nhưng cũng không có ít lo lắng là tâm lý chung của hầu hết các bậc phụ huynh. Nói chung là tâm lý của phụ huynh thì cũng rất là lo lắng, cũng không biết là tình hình dịch bệnh thì bây giờ như thế nào. Mà ra đường thì cũng không biết đâu là F0, đâu là F1 nữa. Nên là cũng lo lắm, nhưng mà cũng cho con ở nhà thì cũng không yên tâm. Tại vì học hành online thì nó cũng không được hiểu lắm, còn mải chơi. Nên là cũng rất mong là cho con đến trường học, nhưng mà cũng phải dặn con là phải đeo khẩu trang. Xong rồi cứ đi vệ sinh các thứ là cũng phải về là cũng phải sát khuẩn các thứ đầy đủ. Xong là cũng không được ra sân chơi, cứ học xong là cứ ngồi ở trong lớp thôi. Cũng có yên tâm. Trước khi đến trường là nhà trường cũng khử khuẩn, cũng sát khuẩn, cũng vệ sinh trường lớp sạch sẽ trước khi cho học sinh đến trường. Xong cũng trước khi đến trường cũng cho học sinh đến test COVID các thứ đầy đủ hết xong mới được đến trường. Trường tiểu học Duyệt Trung hiện có 10 lớp với tổng số 269 học sinh và 20 cán bộ giáo viên, trong đó 100% giáo viên đã được tiêm 2 mũi vaccine. Để đón học sinh quay trở lại học trực tiếp, nhà trường đã lên kế hoạch để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, tiến hành test nhanh cho cả học sinh và giáo viên. Trong buổi sáng hôm nay, ngoài 4 trường hợp học sinh là F0 đang thực hiện cách ly y tế, thì số học sinh đi học chiếm tỷ lệ 94,42%. Các em học sinh sẽ duy trì học 2 buổi sáng chiều và có hơn 100 em học sinh sẽ ở bán trú ngay tại trường. Hoạt động tập trung đông người tại sân trường đều được cắt giảm để đảm bảo giãn cách. Các cách thức xử lý khi có dịch tại trường học cũng đã được nhà trường chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Khi mà có chỉ đạo của Ủy ban thành phố với lại sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố, khi học sinh được quay trở lại trường ấy, thì nhà trường đã chuẩn bị tốt công tác. Thứ nhất là kết hợp với trạm y tế phường để phun khử khuẩn toàn bộ sân trường, lớp học với lại xung quanh lớp học. Và phụ huynh của các lớp là đã tiến hành đến lau chùi bàn ghế lớp học, chuẩn bị cơ sở vật chất để đón các em trở lại trường. Trong thời gian gần nhất mà cụ thể là hôm nay là các em đã đến trường học và nhà trường đã có kế hoạch là không cho các em tập trung ở ngoài sân, mà lớp nào lớp đấy học trò đến là đi vào lớp ổn định và đeo khẩu trang 100%. Và khoảng cách ngồi các em là trong lớp là cũng phải khoảng cách xa để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch bệnh. Nếu như có F0 xảy ra trong nhà trường thì nhà trường đã có phòng cách ly tạm thời và thông báo cho ban chỉ đạo phổ cập của phường và trạm y tế phường để thực hiện theo hướng dẫn của trạm y tế phường Duyệt Trung. Trước khi trở lại trường, 100% học sinh và giáo viên trường Trung học cơ sở Tân Giang thực hiện test nhanh COVID-19. Kết quả 100% học sinh đều âm tính, đủ điều kiện đến trường. Sau kỳ nghỉ kéo dài, giáo viên và học sinh đều phấn khởi và bắt tay ngay vào việc dạy và học với mong muốn đạt kết quả tốt nhất. Sau một khoảng thời gian đã nghỉ dịch thì được quay trở lại trường học và học trực tiếp như này thì chúng em cảm thấy rất là vui ạ. Và chúng em đã tự phòng bị cho mình những khẩu trang, nước sát khuẩn y tế và đã tự dọn dẹp vệ sinh sau một khoảng thời gian rất dài ạ. Và chúng em cũng cảm thấy vui hơn khi được gặp mặt bạn bè, thầy cô như này ạ. Nhà trường đã có những chiến dịch tuyên truyền cho chúng em về dịch bệnh ạ. Chúng em cũng đã thực hiện tốt điều khoản 5K của Bộ Y tế. Bên cạnh công tác phòng chống dịch, Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Tân Giang cũng đặt nhiệm vụ chuyên môn lên hàng đầu, đảm bảo chương trình học theo tiến độ đã đề ra. Để học sinh bắt nhịp lại với việc học tập trực tiếp, ngay trong ngày đầu tiên đến lớp, các thầy cô chủ yếu tập trung củng cố lại kiến thức học sinh. Hiện nay, trường Trung học cơ sở Tân Giang có tổng số 347 học sinh và 23 cán bộ giáo viên, trong đó có 15 học sinh là F0, F1 và 2 giáo viên đang thực hiện cách ly y tế. Nhà trường cũng đã có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho các em học sinh là F0, F1 chưa có điều kiện đến trường. Nhà trường cũng đang có một số những cái học sinh đang là F0. Tuy nhiên thì nhà trường cũng đã trước khi đến học sinh đến học thì nhà trường cũng đã cho học sinh test nhanh, đã nhờ bên cái y tế của phường xuống để hỗ trợ test nhanh cho học sinh và đảm bảo là khi học sinh đến trường là 100% các em đã được test nhanh và đảm bảo âm tính không đến trường. Còn nếu như mà trường hợp mà học sinh hiện tại đang bị cách ly do là F0 hoặc là F1 thì nhà trường cũng đã có cái phương án là đối với lại các em học sinh thì các cô giáo cũng sẽ giao bài
cũng như là sẽ trao đổi với lại phụ huynh về cái cách học cũng như là sẽ có cái phương án để cho các giáo viên bộ môn sẽ dạy để củng cố cái kiến thức đối với lại các em học sinh F0. Và sau khi mà các em học sinh có kết quả xét nghiệm lại âm tính thì các em quay trở lại trường học thì vẫn đảm bảo về cái kiến thức cơ bản để có thể tiếp tục theo học trong cái thời gian tới. Điểm chung của các trường trong ngày đầu quay trở lại học sau kỳ nghỉ Tết cũng như học trực tuyến là các trường đều thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động để sớm có biện pháp xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn tại cơ sở giáo dục. Những ngày sau Tết Nguyên đán, tỷ lệ F0 tại thành phố có chiều hướng tăng. Do vậy, trong sáng ngày hôm nay, toàn thành phố có 11.728 trên 15.689 học sinh của 33 trường học, từ mầm non đến trung học cơ sở đến trường, đạt tỷ lệ 74,75%. Trong đó, số học sinh mầm non ra lớp chỉ đạt khoảng 20-30%, bậc tiểu học, trung học cơ sở có tỷ lệ 75-99%. Việc dạy và học được thích ứng trong tình hình mới, nhưng không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trung tâm Tổ chức Sự kiện và Truyền thông CBH Cao Bằng Hóng Media đã tặng 4 máy phun khử khuẩn cho Ủy ban Nhân dân thành phố nhằm chung tay với các cấp chính quyền thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, các máy phun xịt khử khuẩn có dung tích 16 lít với tổng trị giá 36 triệu đồng hỗ trợ các lực lượng y tế thành phố đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp với các ca nhiễm mới tăng đột biến, việc hỗ trợ các thiết bị, hóa chất luôn là tính cấp thiết tại các địa phương có nguy cơ cao. Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ sớm sử dụng để khử khuẩn, làm sạch các ổ dịch hiện đang phức tạp và các khu dân cư, khu nhà trọ có nguy cơ cao, góp phần đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, thời gian qua, các cấp các ngành đã quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa và tăng cường công tác quản lý khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Công trình cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư trung tâm xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng được khởi công từ tháng 1 năm 2021 và hoàn thành vào tháng 3 năm 2021 với tổng mức đầu tư gần 5,2 tỷ đồng. Sau một thời gian sử dụng thử nghiệm, đến nay công trình đã cung cấp nước sạch hợp vệ sinh cho 245 hộ dân, 6 công sở và nhà văn hóa cộng đồng với trên 1.000 nhân khẩu hiện tại và các nhu cầu sinh lợi khác. Tại xóm 3 xã Chu Trinh, trước khi được đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt, người dân đã chủ động xây lắp các công trình phụ trợ để lọc nước như bể lắng, máy lọc, lọc nước mưa, dẫn nước từ khe rạch để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. Cái việc mà được nhà nước đầu tư về công trình nước sạch, nhân dân rất là phấn khởi, đồng thuận cao. Vì ở đây là người dân là hỗ trợ 10% theo cái tiêu chí, do vậy thì đến thời điểm này cũng cơ bản là ổn định. Tất nhiên là về cái mặt vệ sinh môi trường sẽ đảm bảo hơn và người dân được hưởng lợi về cái từ cái công trình nước sạch sẽ là đảm bảo hơn. Vì xưa nay ấy chỉ chủ yếu là dùng ở nước khe rạch, do vậy không đảm bảo, nhưng mà từ nay trở đi sẽ được đảm bảo hơn. Để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, những năm qua, các địa phương luôn quan tâm đến việc xây dựng các công trình cấp nước sạch đến người dân ở các vùng quê, nhất là khu vực còn nhiều khó khăn. Theo đó, từ nhiều nguồn vốn đầu tư, nhiều công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đã được xây dựng để cấp nước cho người dân. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.332 công trình cấp nước tập trung được đầu tư hoàn chỉnh theo tiêu chí quy định, nhưng chỉ có 75 công trình hoạt động bền vững, 909 công trình tương đối bền vững, 193 công trình hoạt động kém hiệu quả và 155 công trình không hoạt động. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp, các địa phương tập trung triển khai các giải pháp hoạt động nâng cao năng lực quản lý vận hành, cải tạo, sửa chữa công trình kém bền vững, không hoạt động. Thời gian qua, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn đã thi công hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 38 công trình, đạt 12.600 đầu nối. Từ năm 2017 đến năm 2020, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành xây mới và cải tạo sửa chữa 56 công trình nước sạch và nhà vệ sinh trường học. Phối hợp với Sở Y tế, đầu tư xây mới, cải tạo, sửa chữa 15 công trình cấp nước và vệ sinh trạm y tế xã, đã mở lớp hướng dẫn quản lý vận hành công trình cấp nước, rà soát tổng hợp báo cáo.
Hàng năm, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn các hộ sử dụng bình lọc, giữ gìn vệ sinh nguồn nước nhỏ lẻ. Đến nay thì cũng tỉnh đã có nhiều cái văn bản chỉ đạo và đến các huyện và đến tận xã để làm sao nâng cao cái hiệu quả quản lý các công trình cấp nước. Sau khi được đầu tư thì cũng phải hoàn thiện cái tổ quản lý vận hành cũng như là giao nhiệm vụ cho cái tổ quản lý khai thác sao cho hợp lý và phát huy hiệu quả. Thời gian tiếp theo thì chúng tôi cũng tập trung nâng cao cái chất lượng nguồn nước để đảm bảo nâng cao cái tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch. Ngoài ra thì cũng tận dụng các cái nguồn vốn của các nhà tài trợ cũng như các cái tổ chức của chính phủ cũng như các cái nguồn tổ chức của các tổ chức phi chính phủ để chúng tôi đầu tư nâng cấp cải tạo các công trình để đảm bảo nâng cao cái tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời cũng chúng tôi sử dụng lồng ghép các cái quá trình sử dụng cái nguồn vốn sự nghiệp để tập huấn đào tạo cũng như nâng cao cái hiệu quả của các cái tổ quản lý vận hành cũng như là để những người tổ quản lý vận hành có điều kiện để nâng cao cái trình độ về sửa chữa nhỏ cũng như là quản lý vận hành các công trình đảm bảo hiệu quả và chất lượng. Đến thời điểm này, Cao Bằng đạt tỷ lệ 91,45% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, tỉnh có 95% tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh. Vấn đề đặt ra là cần phải phát huy được hiệu quả công trình nước sạch, không lãng phí nguồn vốn đầu tư của nhà nước. Vì thế, rất cần sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và người dân trong việc nâng cao nhận thức, ý thức, năng lực quản lý, vận hành, khai thác, bảo dưỡng thường xuyên công trình cấp nước sinh hoạt và sử dụng tiết kiệm. Đó là cơ sở trong việc phát huy tối đa hiệu quả sử dụng công trình nước sạch, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Cấp ủy chính quyền huyện Hà Quảng, các ban ngành đoàn thể từ huyện đến xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ với phương châm tuyển người nào chắc người đó. Theo đó, từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự đôn đốc kiểm tra, giúp đỡ các xã thị trấn thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng luật nghĩa vụ quân sự trong nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi nhập ngũ, niêm yết công khai về tiêu chuẩn tuyển chọn, danh sách thanh niên đủ điều kiện khám tuyển, danh sách tạm miễn, tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong năm theo đầu mối các thôn xóm. Trong tháng 10 năm 2021, huyện tổ chức khám sàng lọc sơ tuyển từ cấp xã cho 420 công dân. Qua khám tuyển có 146 thanh niên đủ tiêu chuẩn sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chỉ đạo các xã, thị trấn nắm chắc việc quản lý cư trú đối với những thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, kiên quyết xử lý các trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự, gặp gỡ, động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Cùng với sự sát sao của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí, bám nắm cơ sở để hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của từng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Quan tâm và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội với các gia đình và công dân nhập ngũ, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Rất vinh dự khi được tham gia nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ của người thanh niên, vẫn còn một chút lo lắng vì môi trường quân đội còn xa lạ đối với tôi, nhưng tin chắc rằng trong môi trường ấy, tôi sẽ sớm trưởng thành và được cống hiến sức trẻ của mình cho Tổ quốc. Nếu được, tôi xin tình nguyện phục vụ trong hàng ngũ quân đội lâu dài. Đến nay, công tác giao nhận quân năm 2022 của huyện Hòa Quảng đã sẵn sàng, chất lượng thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ được đánh giá cao hơn so với năm 2021. Trong đó, trình độ văn hóa từ lớp 9 đến bậc trung học phổ thông chiếm hơn 80%, sức khỏe từ loại 1 đến 3 đạt 100%, 100% là đoàn viên thanh niên. Đối với cấp ủy chính quyền địa phương và các đoàn thể, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp luôn nhiệt tình, trách nhiệm, kịp thời động viên các thanh niên đã đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2022, thì Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã chỉ đạo các cấp các ngành đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình có thanh niên lên được nhập ngũ đợt này, đặc biệt là những gia đình đặc biệt khó khăn. Năm 2022 thì công tác tuyên truyền được phổ biến rộng rãi, đặc biệt là luật nghĩa vụ quân sự cho các thanh niên.
trong các chương trình học của các trường trung học phổ thông và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt ở cộng đồng. Về kết quả thì cho đến giờ phút này thì 100% thanh niên đủ điều kiện trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 đã nhận lệnh thực hiện nghĩa vụ quân sự, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID và thông điệp 5K của Bộ Y tế. Trong thời gian vừa qua thì quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ thì bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, không có trường hợp nào bị mắc bệnh COVID-19. Đến giờ phút này thì mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân đã hoàn thành và 100% thanh niên lên đường nhập ngũ đã sẵn sàng để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022. Không khí chuẩn bị cho ngày hội giao quân tại huyện Hà Quảng đang diễn ra sôi nổi, khẩn trương. Với nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, những thanh niên ưu tú của quê hương cội nguồn cách mạng sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Lạc đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ tại hai xã Hồng Trị và Thượng Hà. Tại các gia đình đến thăm, Hội Phụ nữ huyện bày tỏ niềm tin tưởng các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, luôn trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, mong muốn các thanh niên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp bước truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tặng quà cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ tại xóm Thang Buồng, Bản Khuôn, xã Hồng Trị và xóm Nà Tồng, Thượng Hà. Ủy quyền cho Hội Liên hiệp Phụ nữ 17 xã thị trấn tặng quà 73 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự Công an Nhân dân năm 2022 với tổng trị giá hơn 15 triệu đồng. Vào khoảng 10 giờ ngày 13 tháng 2 đã xảy ra đám cháy căn nhà bà Vương Thị Luyến, trú tại thôn Xuân Thắng, xã Kim Đồng, huyện Thạch An, gây thiệt hại về tài sản. Lãnh đạo huyện Thạch An đã đến động viên tặng quà cho gia đình. Khi được phát hiện thì căn nhà ba gian đã bị ngọn lửa thiêu rụi, không thể dập tắt. Thời điểm cháy chỉ có hai cháu nhỏ ở nhà, rất may không thiệt hại về người. Đây là hộ cận nghèo hoàn cảnh khó khăn, gia đình có 6 người. Toàn bộ các vật dụng, lương thực thực phẩm và 82 triệu đồng tiền mặt của gia đình đã bị lửa thiêu rụi. Đến thăm động viên gia đình, lãnh đạo huyện Thạch An đã hỗ trợ 5 triệu đồng, mong gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.